câu trả lời quan trọng nhất trước khi bạn xuống tiền mua cho mình một bất động sản là gì? Thì trong video ngày hôm nay, Dũng sẽ chia sẻ với bạn cái câu trả lời bạn cần phải hỏi trước khi bạn móc tiền từ túi bạn ra để bạn đi đặt cọc, bạn mua cho mình một bất động sản là gì? Ok, và chúng ta sẽ bắt đầu từng cái câu hỏi một, đúng không? Thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Cái mục tiêu của bạn hay của Dũng khi mà chúng ta đi đầu tư bất động sản, đó là chúng ta sẽ có ba cái mục tiêu sau đây. Một, bạn mua để ở, có nghĩa là bạn mua một mảnh đất, bạn có thể xây xong bạn làm cái chỗ bạn ở. Hai, bạn mua một căn nhà có sẵn, hoặc ba, bạn mua một căn hộ. Đây là mục tiêu đầu tiên. Mục tiêu số 2 là gì ạ? Bạn mua để tạo dòng tiền. Đó thì bạn có thể mua căn hộ, một căn nhà hoặc mua mảnh đất, bạn xây lên xong bạn cho thuê, hoặc là bạn gì ạ, cho thuê kinh doanh. Thì như vậy mỗi tháng cái mảnh đất đó sẽ đem lại cho bạn một cái dòng tiền, và cái này thường được đánh giá so sánh so với đấy, cái lãi suất ngân hàng. Ví dụ là nó chiếm bao nhiêu phần trăm, đem lại cho bạn bao nhiêu phần trăm trên tổng số tiền bạn đầu tư. Và cái mục tiêu số 3 chúng ta thường đề cập đến, đó là bạn đầu tư để tăng giá vốn. Hiểu đơn giản là gì ạ? Bạn bỏ ra 1 đồng và bạn kỳ vọng 3 đến 5 năm sau nó tăng cho bạn 2 đồng, 3 đồng. Thì đây là cách đầu tư tăng giá vốn. Ok không ạ? Để mà trả lời được câu hỏi là tôi đầu tư bất động sản thì mục tiêu của tôi là gì, và câu hỏi quan trọng nhất đó gì ạ? Bạn mua để làm gì? Khi bạn trả lời được câu hỏi bạn mua để làm gì thì bạn sẽ biết cách lựa chọn cái sản phẩm bạn đầu tư là sản phẩm gì, nó có đáp ứng được cái tiêu chí tiêu chuẩn của bạn không. Có nhiều khi có những bạn gì ạ, bạn mua bạn không biết là bạn mua để làm gì. Ví dụ có một bạn hỏi Dũng là bây giờ là em đang có 2 tỷ, em đang muốn đầu tư một cái căn chung cư thì theo anh có nên hay không? Thì Dũng hỏi bạn ấy là vậy thì bạn đầu tư để làm gì, đúng không ạ? Bạn bảo em mua để em đầu tư. Bởi vì nếu đầu tư thì bạn thấy rằng là đầu tư căn hộ thì nó sẽ không tạo cho chúng ta sự tăng trưởng nhiều về giá vốn, và cái tiền cho thuê hàng tháng không đáp ứng được so với cái số tiền mà chúng ta đầu tư, thà chúng ta đem đi gửi ngân hàng có lẽ là còn cao hơn. Như vậy là gì ạ? Trong phần này mục tiêu tạo dòng tiền là không đúng nữa, để ở thì cũng không phải. Vậy thì mục tiêu của bạn là đầu tư, và nếu đầu tư thì tại sao mà chúng ta lại chọn đầu tư chung cư? Bởi vì đầu tư chung cư thì cái khả năng tăng giá vốn sẽ không nhiều. Do vậy câu trả lời khi mà Dũng hỏi bạn ấy 3 câu như vậy thì bạn đã có câu trả lời cho mình. Do vậy đó cũng là cách mà bạn tự hỏi mình khi mà bạn đầu tư bất động sản, và Dũng tin chắc rằng bạn trả lời đúng thì bạn sẽ có kết quả đúng. Ok không ạ? Và hy vọng rằng là video này sẽ giúp cho bạn có được thêm góc nhìn cũng như là cách lựa chọn để chúng ta đầu tư bất động sản an toàn hiệu quả. Và bạn thấy video hay thì hãy chia sẻ đến bạn bè người thân mình. Ok, xin chào bạn.